Hello anh em, mình là Cấu đây. Hôm nay nhờ một sự tin tưởng của một bạn khách rất là đẹp trai, một bạn khách rất là chịu chi, đã yêu cầu mình mua một cấu hình hơn 4 triệu. Để là 4 triệu 300 bao nhiêu đấy. Mình sẽ ghi chú link cấu hình và giá tiền ở bên dưới bài đăng. Thì với số tiền đấy thì chúng ta sẽ có những cái gì? Với nhiều bạn thì có lẽ các bạn ấy sẽ đầu tư lên một con i9 12.900K. Nhưng với mình khuyên tất cả mọi người, 12.700K là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ở thời điểm hiện tại, các bạn nên dồn toàn bộ tiền vào main, vào RAM, vào cái đồ họa là cái tối quan trọng nhất. Vì vậy, 12.700K là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ở đây mình sẽ chọn cho bạn khách đó chính là em MSI Z690 Gaming Carbon Wi-Fi, một mẫu main giá tiền cũng khá là cao nhưng chất lượng thì vô cùng tuyệt vời. Khả năng ép xung tốt này, khả năng ổn định cao này, khả năng tản nhiệt chỉ thôi miễn bàn luôn. Bạn khách cũng là một fan của Corsair nữa, thế nên là Hitram Dominator Platinum RGB này là một sự lựa chọn mà bạn ấy rất là mê luôn. Và để làm mát cho con CPU ấy thì bạn đã chọn một mẫu tản cũng là của MSI. Bạn ấy chơi full MSI luôn. Một mẫu tản của MSI, đây là mẫu tản cao cấp nhất của MSI đến thời điểm hiện tại. Mẫu S360 RGB với màn hình LCD hiển thị thông số được. Đó, các bạn có thể nhìn thấy màn hình LCD khá là lớn. 3 pha làm mát, nhưng mà 3 pha làm mát của MSI thì nó lại là không bọc. Và một thứ mà phải nói là ước mơ của rất nhiều của mọi người trên thế giới này, kể cả ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc hay là thậm chí cả bên nước ngoài nữa. Đây là một mẫu cạc đầu bảng đến thời điểm hiện tại, một mẫu cạc mạnh nhất đến thời điểm hiện tại mà Nvidia có thể làm ra, đó chính là RTX 3090 Ti về RAM lên đến 24GB. Và anh em có muốn chiêm ngưỡng qua kích thước của em ấy không? Mình sẽ mở cho mọi người xem. Dòng MSI Sublime X là dòng cao cấp nhất của MSI đến thời điểm hiện tại. Và đây là cảm của chúng ta. Các bạn chỉ thấy mình cầm sơ qua thôi là nó đã giống như một viên gạch rồi. Rất to, rất dày. Thực sự là quá cho tôi. Và để gồng gánh cả bộ máy này thì mẫu nguồn nào mình sẽ chọn cho khách, đó chính là FSP 1000W 80 Plus Gold Full Module. Còn bây giờ thì anh em hãy cùng mình lắp ráp và chiêm ngưỡng em ấy siêu phẩm hơn 4 triệu đồng, nó sẽ hơn 4 triệu won, nó sẽ như thế nào? Cùng mình bắt đầu ngay thôi nào.
Thank you.